Hầu hết chúng ta đều luôn tự hỏi và băn khoăn một câu rằng đam mê của tôi là gì? Cuộc sống luôn có những người may mắn tìm được niềm đam mê của mình. Đó có thể là một lĩnh vực trong cuộc sống hay một công việc nào đó. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng luôn có những người mặc dù đã trưởng thành nhưng thực sự họ vẫn không biết được niềm đam mê của họ là gì. Nếu bạn vẫn chưa biết được niềm đam mê của mình thì 5 lý do sau đây sẽ có thể giúp được bạn. Lý do số 1. Bạn không dám trải nghiệm. Cách duy nhất để tìm được đam mê là trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Chúng ta không thể nào nghĩ ra đam mê của mình được. Chúng ta chỉ có thể làm, trải nghiệm để biết đam mê của mình là gì. Vậy mà thật buồn thay khi rất nhiều người chỉ nghĩ mà không dám làm, không dám trải nghiệm. Làm sao để bạn có thể biết được bạn thích việc đó hay không? Đó chính là trải nghiệm. Làm sao để biết bạn không thích việc đó? Cũng chỉ có trải nghiệm. Thật sự thì hầu hết mọi người không cho phép mình được dấn thân làm nhiều thứ hơn. Họ chỉ gói gọn mình trong một số lĩnh vực hay lối mòn suy nghĩ quen thuộc. Nếu như tiếp tục làm điều này thì đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ tìm ra được niềm đam mê của mình. Lý do số 2, bạn không chịu đọc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đọc sách hay đọc blog này nọ có thể giúp ta tìm được niềm đam mê? Có thể không. Nhưng mình chắc một điều rằng người đọc nhiều sẽ có nhiều thông tin hơn người không đọc. Và khi bạn biết nhiều thông tin hơn, bạn dễ dàng liên kết những thứ đó lại với tài năng, khả năng và điểm mạnh sẵn có của mình. Có một điều mà mình nhận ra đó là khi chúng ta hứng thú đọc về một chủ đề gì đó thì có rất nhiều khả năng lĩnh vực ấy phù hợp với chúng ta. Mình không biết lý giải điều đó như thế nào, nhưng nó giống như một sự hấp dẫn tự nhiên, thứ gì giống nhau thì sẽ hút lấy nhau. Vậy nên mình khuyên các bạn đọc, đọc nhiều thêm nữa, đọc càng nhiều càng tốt để có thêm thông tin cho bản thân mình. Lý do số 3, bạn không chịu mở rộng mối quan hệ. Có rất nhiều những công việc mà mình làm hiện tại là do các mối quan hệ mình đem lại. Bởi vì những người này hiểu được mình và biết được thế mạnh của mình, nên trong đa số trường hợp khi có một công việc nào đó phù hợp với mình thì họ sẽ liên lạc để chia sẻ. Bạn không thể ngồi đó mơ ước rằng công việc mình mơ ước sẽ tự trên trời rơi xuống được. Bạn cần phải chủ động tìm kiếm bằng cách tìm kiếm trên các trang tìm việc hoặc bằng mối quan hệ cá nhân của mình. Nhưng mối quan hệ cá nhân sẽ tốt hơn nhiều bởi vì họ biết bạn, họ hiểu bạn và tin tưởng bạn. Nếu bạn chỉ gói gọn mình trong một vài mối quan hệ quen thuộc, bạn đang tự giam mình vào một cái giếng sâu không có lối ra. Vậy nên, hãy suy nghĩ đến việc tạo dựng mối quan hệ với những người khác và mang lại giá trị cho họ, rồi sẽ đến lúc họ mang lại giá trị cho bạn mà thôi. Lý do số 4, bạn không chịu phát triển bản thân. Nếu bạn không có giá trị, thì dù một công việc tốt đến mấy tìm đến bạn, bạn cũng sẽ để tuột mất nó. Để tìm được đam mê của mình, bạn phải tự hỏi mình rằng mình có cái gì mà đam mê tìm đến bạn. Nếu bạn chẳng chịu đọc sách, chẳng chịu đi học khóa học này, khóa học kia, chẳng chịu kết giao, chẳng chịu trải nghiệm thì giá trị của bạn chỉ bằng không mà thôi. Và rõ ràng rằng nếu giá trị của bạn chỉ có như vậy thì bạn sẽ không bao giờ có thể trao đổi để có được một công việc có giá trị lớn hơn không. Trong khi một người có nhiều kỹ năng tốt, có mối quan hệ tốt, chịu có học hỏi, đọc và tìm tòi thì có thể giá trị của anh này bằng 100 và đến một lúc nào đó khi một công việc mơ ước cũng có giá trị 100 xuất hiện thì anh ta dễ dàng nắm bắt được nó mà không tốn chút công sức nào. Bạn cần phải luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị để nắm bắt lấy cơ hội. Nếu bạn không chủ động trong việc ấy thì sẽ chẳng ai đem đam mê đến cho bạn cả. Lý do cuối cùng, không chịu làm tốt những gì trong hiện tại. Thật là ngớ ngẩn khi ngồi mơ về một niềm đam mê nào đó trong khi bạn không làm tốt công việc hiện tại. Có lẽ bạn nghĩ rằng đam mê sẽ là luôn làm cái bạn thích. Thực ra thì bạn đã sai lầm rồi, có cả tỉ tỉ những thứ bạn không thích làm. Nhưng vấn đề là, dù cho như vậy, những người theo đuổi đam mê vẫn sẵn sàng làm những thứ họ không thích với một tiêu chuẩn cao nhất có thể. Nếu bạn chỉ làm làng nhàng trong công việc hiện tại, làm sao bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ làm tốt những công việc bạn đam mê? Lỡ như bạn gặp những điều bạn không thích và bạn lại tiếp tục làm nó hời hợt thì sao? Như vậy thì đam mê của bạn đã bị bỏ phí đi rồi. Đam mê là thứ không dễ dàng tìm thấy trong ngày 1, ngày 2, nhưng bạn hoàn toàn có thể đẩy nhanh tiến độ bằng cách ngừng thực hiện những điều trên để giúp bản thân mình tiến gần hơn đến với con đường tìm ra đam mê của mình. Trên đây là video của mình về 5 lý do tại sao chúng ta vẫn chưa tìm được niềm đam mê khao khát của mình. Hy vọng với video này sẽ giúp các bạn trải nghiệm nhiều hơn, chịu khó học hỏi, phát triển rèn luyện bản thân, mở rộng mối quan hệ và sớm tìm được thứ mà các bạn đam mê là gì. Cuối cùng, hãy đăng ký kênh của mình để nhận được video hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn.